Nếu bạn là người yêu cà phê thì món Dalgona sẽ là một nét mới mẻ. Hãy cùng đánh bông món cà phê Hàn Quốc này với cà phê hòa tan, đường, nước nóng và sữa nhé. Công ty nấu ăn sẽ hướng dẫn bạn từng bước một để tạo ra cà phê Dalgona này.